Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn edit video trên cấp cấp PC của mình. Ở trên TikTok nó có một số cái dạng video là có hình nền mờ ở dưới chân video, rất là đẹp và rất là hấp dẫn. Thì bây giờ mình sẽ chèn một cái hình nền vào cái video này để chèn cái phụ đề phía dưới cho nó sinh động và nó rõ nét cái phụ đề hơn nha. Đó, thì các bạn vào cái phương tiện này, ở trong cái thư viện thì nó sẽ có cái hình nền trắng và hình nền đen, thì các bạn có thể chèn ở trong đây, hoặc là các bạn có thể chèn cái hình nền màu khác ở bên ngoài. Các bạn bấm vào bộ nhớ thiết bị, rồi mình bấm vào nhập. Đó, mình có tải sẵn hai cái hình nền này, ví dụ như mình tải cái hình nền này màu cam đi, rồi mình muốn làm cái hình nền mờ dưới chân cái video này. Đó, mình kéo hết video, mình sẽ kéo xuống dưới. Rồi ở đây mình sẽ bấm vào cái mặt nạ nè, rồi mình sẽ chọn tách. Ở đây thì mặc định thì nó tách ở dưới, thì mình xoay ngược lên trên để cho nó tách ở trên, cắt các phần ở trên bớt đi, âm 180 độ. Đó, các bạn để ý là ở trong này nó có cái ở dưới này có cái mũi tên, hai mũi tên hướng xuống nè. Đây là cái chế độ mũi tên để kéo xuống để làm mờ nè, mũi tên làm mờ giữa cái nét giữa hình nền với cái video chính nha. Đó, các bạn muốn mờ nhiều thì các bạn muốn kéo xuống hết thì nó mờ nhiều hơn. Đó, ví dụ vậy. Rồi ở dưới này mình sẽ cho hiển thị cái phụ đề trên này thì mình sẽ nhìn dễ hơn nha. Rồi ví dụ mình có đoạn phụ đề này đó, mình mở to lên chạy thử nha. Đó, các bạn có thể thấy hình nền mờ dưới chân video nhìn nó rất là đẹp và chuyên nghiệp. Vừa có thể che được chữ Trung Quốc bên dưới mà còn có thể làm rõ nét chữ phụ đề bên trên. Cách này cũng rất là hiệu quả, các bạn có thể áp dụng theo. Ở cái đoạn video này, nếu mà các bạn muốn chỉnh cho nó ở tỷ lệ khung hình nằm ngang thì các bạn có thể bấm vào đây. Đó, chọn cái chế độ 16 chính nè. Đó, rồi các bạn có thể bấm thu nhỏ cái video này lại. Mà có thể thu nhỏ video này lại. Đó, chế độ 16 chính. Rồi các bạn có thể kéo cho nó vừa khung hình. Rồi sau đó mình bấm vào video, chọn cơ bản nè. Các bạn có thể thay thế cái nền của video này. Đó, các bạn bấm chọn vào nền. Rồi ở đây mình có thể chọn mờ nè. Chọn chế độ mờ thường nè, mờ nhiều nè. Rồi mờ nhiều hơn. Đó, ví dụ vậy. Rồi hoặc là các bạn có thể chọn màu sắc. Rồi phong cách ở trong đây nó cũng có một số cái hình nền cơ bản để làm phong cách cho nó. Rồi các bạn có thể chèn cái hình nền bên ngoài cũng được để thay thế cho cái hình nền này. Rồi ví dụ như các bạn muốn quay lại cái chế độ tỷ lệ khung hình là 9:16 thì các bạn kéo cái khung hình video này rộng ra cho nó vừa khớp với khung hình. Ok, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn nút like và nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.